Tôi Chuẩn bị nghỉ lễ của em thợ xây. Tha con cả. Lên rừng chơi không đi à? Đâu tí vào đây lên. Hôm nay bọn em lên rừng. Ờ, biết làm theo không? Cứ vào đấy xong gọi đường đi dế rồi mà. Bọn em đi làm trước bây giờ. Cái nhớ bình vâm á. Trải nghiệm cuộc sống của đời thợ xây. Hôm nay anh em đi nghỉ lễ đây, có người đi mũi Cà Mau, có người đi Lũng Cú, người đi Đồ Sơn, người Đúng đi rồi. Hạ Long, có em thợ xây lên rừng thôi. Đang đợi nhau đấy. Thế nó hơi một số ở sau. Anh Thắng chắc về rồi. Nguyện á, biết bán không? Đi 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 kiểu bác cầm đấy, kiểu béo á. Đi được thật mà. Vắt của vắt được em phải rúa mà rúa bay mà không cái gì điện đường vũ tải mấy cái bài thôi. Ok lên lá có được con cua ấy nhỉ. Tí để tí nấu đi đấy, sang lấy kia đi mượn bà đi, nhưng mà túi để tí nấu nhé. Tí đi ba cái tìm cua nhỉ. Cao quá nhỉ. Tạc vào ấy nhá. À, bà điện của nó mà mang máy bắn lên. Có nhà quay phim phải làm nhớ, chắc chắn
Tốn lắm. Nước bắt đầu về. Linh mất luôn á. Giang kìa. Thành ư. Hay kiểu mỗi mình nói thì tỏ là tạm chí á. Dù toàn phượt dù tuyết bìa phát phải bê. Đi ở đó mày đó. Qua chân cầu. Okay.
xù lên là... Đấy, đấy. Rơi xuống dưới con cua lại đớp cho. Có làn tương tôm tay. Làn tương mì tôm là nó xuất được IPO hả bé? Nó phải vừa phải ngàn lá. Nó phải có hệ làn xuất tầng diệp lên IPO nữa lạ. Muốn, tay vẫn muốn. Thóm này, đang nóng mắt. Nó còn này. Giang lạc. Alo. Lực. Lực không lên nhỉ? Kiếp bảo đẹp. Thế đấy mẹ con ruồi này. Bê bát của em ổn không? Biết bắt nào của máy, bắt tin đâu. Làm một cân vào đấy, không thì tránh trạng người say người tỉnh ấy. Không thì phải có một cái cớ chứ. Thấy đỏ chưa? Em phải cẩn nhạc này đấy, xèo. Tắt đi, không nghe thế này. Thì tôi thấy. Là hai mâm rồi để giao lưu gì? Cái đi tách thôi. Hai mâm để giao lưu. Hello, em ngồi vào thôi. Đây, ngồi đây thôi. Bé rồi, này. Đâu ấy? Nhìn từ bé hôm nay mới được giao lưu. Mảnh đây, bên đây. Mâm bùng bằng quạt. Cho cái ấy rồi. Cái này ngồi dưới à?
đẹp trai nhất, đẹp trai nhất làng. Cái quạt đi. Ôi dồi, địt rồi. Ông bé thôi, em không có đơn giản đâu. Không. Vào đây, vào đây. Không, bây giờ nếu mà có mình lấy hết cái canh ra rồi còn mình không là biết ai để mẹ cái tha đấy đâm ra nó bị đựng sợ rồi. Chưa ôi xôi ôi này từ từ thôi cái này chắc chắn kịp xem rượu á, rượu phải uống bằng cân này. Cứ là có cứ à khi chưa không cứ rồi đây phải là hai cứ không, hai đầu rồi không chưa đâu ưu tiên cho con dùng cái này á, nó bị rượu miến. Ăn một tí đi tắm tiếp bắt cua nhé. Phải đi chú. Đi ngồi chuối. Cho dưới. Ok. Cái này không được chạm đâu nhé. Không được chạm đâu. Chạm bớt không? Chạm mặt bị đất. Ô, lợn này ngon lắm đấy. Ngon đấy. Nhiều. Mời nhá. Ê. Mời nhá, mời khán giả. Ngon lắm. Anh cái gì nhỉ? Vinh Vlog à? Vinh Vlog. Lấy xăm này cho, cái này chấm với này. Ờ. Nào vào lớp chưa? Vô cái nhỉ? Ô, thế bên này này. Ấy chứ nhỉ? Đi về đây, đi về đây, đi về đây. Đi về đây. Sáng hơn. Cái bài không còn đúa nào, đưa tay lên. Về đây. Không cần đúa cũng chơi. Gấy mẹ đi. Bên đúa. 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 Bên nào bên mát, 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 mát. Bên hoàng chanh đi đấy, về. Ờ, xem mưa lổ khô không phải. Cái nào? Còn điệu, còn điệu. Dài thế này rồi. Tớm chứ à? Tớm chuối à? Lối. Tôi lố nó. Ừ, này có gì Queen, tất cả Queen. Ok. Đây, ngồi đây, vào đây, vào lớn, vào lớn. Có một cây. Đây, đây, đây. Thưa chị. Khắc được. Anh em ơi. Ôi, thôi. Đâu nhỉ? Cho cốc. Đây, đây. Đây, đây. Đây, đây, có được đấy. Vinh. Đây, bọn mày cứ tiến hành trước đi. Cái này để đo đúng không? Cứ cái này cũng khó đấy. Cầm đi đưa đưa cái gì? Kéo đất. Không chạm đâu. Cứ cạch cũng được. Đây, đây, cạch. Gần, gần nhau, cạch nhau nhá. Không, không xâm phạm qua nhau nhá. Vâng à. Vâng à. Ê, hello nên Vinh nhá. Chắc bảo này lên rừng chắc cũng phải uống một bình chứ. Uống hết hay không hết nhỉ? Là phát đầu hết thế. Hết mẹ 2 lít rồi. Cảm ơn nhá. Là tí đi anh em. Được. Đấy, ăn đi. Ăn đi. Này, được rồi đấy. Thầy Vinh cứ cầm đấy, nào nữa. Nóng quá. Không hiểu cả tôi quyền mạnh thì thản ha. Thằng đã tạo em phải làm thế giờ ở nhà nó quên cả nhà nhà nào bát nữa tốt lúc nào cũng được thuê ấy camera man quay rất nhiều nhưng mà tính ra thế là tội cái thằng tao nào có để miếng nó mà ngon đấy ngon tự nhiên tí lại vứt ra mic một chiến túi mic lúc này có cái quạt to nhỉ thế mang quạt lên nhỉ. Đúng rồi, cắm điện vào. Ừ. Này không lắp máy vào. Thì mát lắm. Ừ. Nó bền. Không bắt hơn nào. Không, nó nắng, anh bảo lên trên cái chỗ bảo cho cái chỗ cái bảo đấy. Đây, mời đi, bây giờ phải kéo đúng cái. Hôm nay mà nhá. Được đúng rượu này á. Nhá. Này không đến được. Đấy đấy nó mát cả chỗ đấy. Thấy cứ áp có gió hiu hiu. Cái chỗ đọc tay cái chiếc gỗ của anh mất ở đấy rồi. Rồi lên chặn vườn băng tiến giá. Không, ngay ở đây mà em, ngay có chỗ. Có tên nó phải tạc cảnh đi. Có cái em làm nào. Cái này như rượu đấy, cứ cho vào chùm sau. Để mà em phải giả bác xin đi lớn luôn luôn. Nó thơm hơn mà. Thật, chắc là phải mình giả xin đấy, mình tròm, không hiểu lắm. Mà giả lao rồi đấy. Con rồi. Ôi, là. Cái lao với em hả? Mà nhớ yêu hay. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái đấy đâu rồi. Diễn ơi. Thằng to quá kệ hết rồi. Không nói chuyện được. Thằng này không phải nói rồi. 2 3 0 2 3 0 2 3 1 Thành xanh. Chưa nghe được hết nhỉ. Thôi, ngày thống nhất đất nước nha. Xanh thì có nhưng mà sức khỏe không có được. Vì ống xanh quá. Ống xanh quá. Ống xanh quá không sạch được. Không không nhìn thế này. Đấy, ống như thế này sạch xanh rồi. Nó bảo người em mà chuyển sang bát này nữa. Ô mà liều mà. Ô liều tái à. Ô tái. Thật đấy rồi đùa đó. Ông này thì không chơi được đâu. Ông này anh sợ này. Một số anh em đã đang đứng dậy và thở. Đứng dậy và thở lấy sức này. Bà thở lốc. Đứng dậy và thở lốc. Không này. Âu à. 2 ngày 1 video. Đây anh em nhá. 2 ngày 3 video. Đây. Hôm nay anh em đội thợ xây siêu lầy đi nghỉ lễ.
Khỏi chưa rồi đâu. Đâu bạn vừa hút thuốc đâu. Hút củ hai. Đấy đấy, thuốc ở dưới kia căn thì cuộc vui đã đến giờ tàn. Giờ là đi về cổ vũ bóng đá coi chắc cho các phái đẹp. Bố thọ nhá, mang lên là hết luôn. Bố thọ, thọ mang lên hết luôn. Bố thọ hết à? Bố thọ 3 lít là đứt rồi. Đứt rồi. Còn ở đằng sau à, anh mới say. Thảo nào, hóa ra của mình như anh ơi. Đội này đéo chơi được đâu. Anh em đâu? Nè, anh đâu em rủ á. Nè, uống hóa ra uống thế này thì anh chấp có chút bình thường. Biết là thế nhưng mà lần sau không đéo chơi thế đâu, uống cũng đẹp chứ. Có để trong cốc mà. Mời lên chơi, mời lên chơi thì mời thôi nhưng mà chắc phải dùng cốc thủy tinh. Em này chắc cho đều phải chạy mới được. Thằng Vũ có đi ạ? Đi không? Theo thằng em vừa công ty về đây. Em này tên gì nhỉ? Anh Thanh. Ông chú cả. Bình Phong.